Chào mừng tất cả các bạn học viên học vẽ AutoCAD. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta vẽ mũi ghép bu lông đai ốc trong AutoCAD. Đây là cái mũi ghép giữa bu lông đai ốc. Thì chúng ta lắp ghép giữa cái bu lông phía dưới này và cái đai ốc phía trên và có tấm đệm. Và để chúng ta ép chặt hai cái chi tiết này, chi tiết trên và chi tiết dưới, thì chúng ta lắp ghép cái mũi ghép bu lông đai ốc để chúng ta kẹp hạt, để chúng ta kẹp chặt cái chi tiết phía dưới này. Thì chúng ta sẽ thực hiện như nào thì các bạn quan sát hình bên cạnh này. Đây là cái đầu của bu lông, đây là cái đầu của con bu lông này, đây là cái đầu của cái đai ốc. Thế thì chúng ta thực hiện như nào thì chúng ta giữa cái tấm phía dưới, tấm trên và tấm dưới, chúng ta sẽ có một cái vòng đệm trước khi đến cái đai ốc. Thì ở đây chúng ta gồm có 5 chi tiết, thì các bạn quan sát lần lượt từ trên dưới. Thì đầu tiên chi tiết này là chi tiết đai ốc, sau đó là đến cái vòng đệm, và tiếp theo là cái tấm phía trên, và thứ tư là cái tấm phía dưới, và thứ năm là cái chi tiết bu lông. Thì đây là hình chiếu đứng, còn với đây là hình chiếu bằng. Thì làm nào để chúng ta thực hiện để vẽ được cái mũi ghép bu lông đai ốc như này thì chúng ta phải làm nào? Thì bắt buộc các bạn phải vẽ tách từng chi tiết một. Chúng ta sẽ vẽ được chi tiết đai ốc 1, chi tiết vòng đệm là 2, chi tiết tấm trên là 3, chi tiết tấm dưới là 4, và cuối cùng là cái chi tiết bu lông. Chúng ta sẽ vẽ lần lượt 5 cái chi tiết này với hai hình chiếu đứng và hình chiếu bằng. Sau đó chúng ta chuyển sang bước thứ hai là chúng ta sẽ lồng ghép tất cả các chi tiết, 5 chi tiết này ở dạng hình chiếu đứng và lồng ghép 5 chi tiết này ở dạng hình chiếu bằng. Thì ở đây các bạn đi sang bước thứ nhất, bước 1. Thì đầu tiên là các bạn phải vẽ cái đai ốc này. Đấy, chúng ta vẽ bước 1, các bạn phải vẽ được cái đai ốc này. Đây là hình chiếu đứng này, đây là hình chiếu bằng này. Và chúng ta xong khi vẽ đai ốc xong thì chúng ta chuyển sang vẽ cái vòng đệm. Vòng đệm là cái chi tiết tròn này, chúng ta thể hiện cái vòng đệm. Đây là hình chiếu đứng và hình chiếu bằng. Và tiếp theo các bạn vẽ cái chi tiết tấm trên. Đấy, tấm trên có kích thước này, chúng ta vẽ chi tiết. Xong tấm trên thì chúng ta vẽ chi tiết tấm dưới. Đấy, kích thước chi tiết tấm dưới. Và tiếp theo cái chi tiết số 5. Năm đây là chi tiết bu lông, thì các bạn phải vẽ được hình chiếu đứng và hình chiếu bằng. Sau khi chúng ta vẽ xong hai cái bước này rồi thì các bạn xác định, là xác định đây tôi kẻ một cái đường thẳng đây. Đây là ranh giới phía trên này của chúng ta là hình chiếu đứng, phía dưới này hình chiếu bằng. Thì giờ các bạn chuyển sang cái bước tiếp theo, chúng ta lấy tất cả các hình chiếu đứng này. Đấy, các bạn theo thứ tự là di chuyển tất cả các hình chiếu đứng này về một hướng, các bạn di chuyển này. Đấy, chúng ta copy di chuyển hết hình chiếu đứng sang. Thì các bạn lần lượt tôi sẽ hướng dẫn các bạn các bước để chúng ta lồng ghép vào cái phần vẽ từng chi tiết này. Thì các bạn cách vẽ thì các bạn tự vẽ thôi, nó đơn giản, nó là các cái hình, các cái tấm cơ bản. Ở cái video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp ghép, chúng ta ghép thành cái mũi ghép như này. Đấy, thành cái mũi ghép hoàn thiện. Thì bước 1 là các bạn sẽ copy tất cả các hình chiếu đứng này theo đúng thứ tự, đúng không ạ? Các bạn theo đúng thứ tự. Thầy chúng ta chuyển sang đây. Bây giờ các bạn chuyển sang cái bước số 1, chúng ta sẽ lấy tất cả các hình chiếu đứng ra. Đấy, thì chúng ta sẽ lấy cái chi tiết bu lông này đầu tiên, các bạn copy cái chi tiết bu lông này ra ngoài cho tôi. Các bạn dùng lại CO copy. Rồi tôi lấy hình chiếu đứng ra đây. Rồi các bạn copy cái chi tiết số 5 là bu lông nằm ở phía dưới, chúng ta có từ đây các bạn, chúng ta xóa hết cái kích thước đi. Đấy, sau đó bây giờ tiếp tục các bạn sẽ copy, chúng ta copy cái chi tiết số 4 này, CO các bạn dùng này, CO các bạn copy nó đặt lên trên này. Tí nữa tôi sẽ chỉnh đường tâm sau. Đây là chi tiết số 4. Bây giờ tiếp chúng ta đến cái tấm trên, chi tiết số 3 là tấm trên, các bạn copy đi. Tiếp tục chúng ta sẽ copy chi tiết số 2 vòng đệm. Các bạn copy cái hình chiếu đứng của chi tiết vòng đệm này. Tiếp theo các bạn copy chi tiết số 1 hình chiếu đứng thì ở của đai ốc. Các bạn copy đi. Rồi. Thế là chúng ta đã có lần lượt 5 chi tiết. Chi tiết số 5, số 4, số 3, số 2 và số 1. Thì bây giờ các bạn chỉnh
cho cái này nó tất cả cái chi tiết này đồng một cái tâm màu đỏ này cùng thẳng hàng. Các bạn để tôi xóa hết các kích thước, xóa hết cái kích thước đi để các bạn nhìn nó rối. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cái đường thẳng lên để chúng ta chỉnh cho nó thẳng thẳng hàng. Các bạn nhớ ấn function F8. Bây giờ cái đai ốc này đang lệch thì các bạn dùng chuyển dùng lệnh M di chuyển vào tâm. Tiếp tục chi tiết vòng đệm cũng lệch, chỉnh vào tâm. Tiếp tục chi tiết phía trên bị lệch, các bạn di chuyển vào. Sau khi các bạn di chuyển hết 5 chi tiết vào cùng một đường tâm thì chúng ta xóa cái đường thẳng đi. Các bạn xóa cái đường thẳng đi. Bây giờ tất cả các đường tâm này chúng ta trùng nhau này. Bây giờ lần lượt các bạn sẽ di chuyển, các bạn sẽ di chuyển tất cả các cái hình chiếu này xuống dưới và theo thứ tự. Ở đây thì chúng tôi sẽ xóa, các bạn sẽ di chuyển này. Bây giờ tôi sẽ di chuyển cái tâm dưới này xuống dưới đây trước. Thì các bạn dùng lệnh M Enter, chúng ta bắt đầu chọn này. Enter, các bạn chọn từ cái tâm đáy này xuống đến cái phần đáy dưới đây. À, các bạn chọn từ đáy này. Đó. Thì đây là chi tiết tâm dưới số 4 chúng ta đã di chuyển xuống. Và tương tự bây giờ chúng ta sẽ di chuyển chi tiết này, các bạn dùng lại M là di chuyển chi tiết tấm trên xuống, các bạn di chuyển xuống. Rồi tiếp tục các bạn sẽ di chuyển cái tấm cái vòng đệm chi tiết vòng đệm số 2 này xuống, các bạn dùng lại M để chúng ta di chuyển xuống này. Sát cái bề mặt này. Đó. Tiếp tục các bạn di chuyển cái chi tiết số 1 cuối cùng ấy là cái đai ốc xuống dưới phía dưới, thì các bạn dùng lại M ra di chuyển xuống dưới đi. Ok. Bây giờ các bạn đã, chúng ta đã lắp ghép cái mũi ghép bu lông và đai ốc. Khi chúng ta kẹp hai chi tiết tấm trên và tấm dưới, chúng ta đã thực hiện xong. Bây giờ các bạn có thể ghi các ký hiệu của đai ốc vòng đệm vào là được. Ở đây tôi đã ghi sẵn rồi thì các bạn thực hiện các lệnh vẽ bình thường, các bạn di chuyển vào. Như tôi lệnh copy, tôi di chuyển sang. Để cái tâm này làm chuẩn này. À đây. Cái chi tiết của chúng ta gồm có 5 chi tiết, 1 là đai ốc, 2 là vòng đệm, 3 là tấm trên, 4 là tấm dưới, 5 là bu lông. Thì chúng ta đã thực hiện xong cái phần mối ghép ở hình chiếu đứng của chi tiết. Bây giờ thì các bạn sẽ thực hiện cái mối ghép của hình chiếu bằng. Bây giờ các bạn đã thực hiện xong cái phần mối ghép hình chiếu đứng, bây giờ chúng ta chuyển sang hình chiếu bằng. Thì tương tự các bạn lấy cái hình chiếu bằng ấy, thì chúng ta sẽ lôi hết cái hình chiếu bằng ra, đúng không ạ? Sau đó chúng ta đặt từng vị trí một vào. Thì ở đây chúng ta sẽ copy bu lông này ra này. Các bạn có cái chi tiết bu lông xuống dưới đây, di chuyển xuống dưới này. Rồi. Tiếp tục chúng ta làm thẳng hàng luôn nhé. Thì các bạn vẽ luôn một cái đường thẳng đây để sau này chúng ta làm thẳng hàng luôn phía dưới. Chúng ta lại copy tiếp cái chi tiết tiếp theo. Các bạn copy cái chi tiết này vào cái đường tâm rồi, là chọn tâm chi tiết nhé. Rồi tiếp tục các bạn copy cái chi tiết chủ dưới này vào đường tâm. Tiếp tục cái chi tiết đai ốc này. Các bạn copy cái hình chiếu bằng của đai ốc này. Và bây giờ chúng ta thực hiện lồng ghép lại với nhau. Thì ở đây chúng ta quan sát là cái đáy bu lông ở phía dưới này, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ lồng cái, chúng ta xóa cái đường thẳng dẫn này đi. Giờ chúng ta sẽ lồng này. Thì các bạn trước khi lồng các bạn xóa hết cái kích thước đi để chúng ta đỡ lẫn mà.
Khi các bạn quan sát này, khi chúng ta nhìn từ trên xuống dưới thì chúng ta nhìn thấy đầu của cái bu lông này. Thì ở đây thì chúng ta chỉ lấy cái phần đầu bu lông này thôi. Rồi các bạn sẽ di chuyển. Bây giờ chúng ta tiến hành di chuyển này. Đầu tiên các bạn di chuyển. Đây là cái phần đầu của cái chi tiết bu lông. Thì các bạn di chuyển cái bu lông ở tấm phía dưới này. Đấy, số 4 này. Thì chúng ta sẽ di chuyển vào này. Các bạn lệnh move này. Chúng ta sẽ di chuyển vào tâm của cái này. Đấy là cái tấm số 4 chúng ta di chuyển. Bây giờ các bạn sẽ di chuyển cái tấm số 5. Chúng ta lệnh M, Enter chúng ta di chuyển. Tấm số 5. Thì cái tấm này nằm trên thì cái cạnh này của chúng ta này. Cạnh này chúng ta bây giờ sẽ là thành nét đứt đúng không ạ? Đấy, thế thì chúng ta phải phá vỡ cái đối tượng ra, chúng ta chọn cái cạnh này, các bạn chuyển nó thành nét đứt cho tôi. Đấy, khi các bạn chuyển thành nét đứt đi. Đấy. Cái cạnh này nó là nét đứt không nhìn thấy, chúng ta nhìn cái tấm trên nó che mất cái cạnh, cái tấm xuống dưới này, tấm số 3 nó che mất thì chúng ta chuyển thành nét đứt. Xong bây giờ chúng ta tiếp tục, chúng ta lấy cái vòng điện, các bạn copy cái vòng điện vào, chúng ta di chuyển cái vòng điện vào trong chi tiết này. Ok, sau cái vòng điện rồi bây giờ chúng ta chuyển nút cái đai ốc phía trên này vào. Bạn copy cái đai ốc này vào. Ok. Đấy, chúng ta copy cái đai ốc vào. Thì cái đai ốc này của chúng ta ưu tiên cái phần gen nhìn thấy thì các bạn nó sẽ trùng nhiều quá, chúng ta sẽ xóa một cái đi. Đây là cái gen thấy của cái đầu bu lông thì các bạn sẽ để hở ra 1/4 đây, thể hiện gen thấy cái đầu bu lông M20x25 này. Để các bạn chú ý. Thì chúng ta đã thực hiện xong cái phần hình, lắp ghép xong cái phần chiếu bằng của cái bộ phận mô ghép bu lông đai ốc, thì các bạn sẽ di chuyển lên hình chiếu đứng. Đây là hình chiếu đứng chúng ta vừa lắp ghép xong này. Giờ chúng ta sẽ di chuyển hình chiếu bằng lên. Thì tôi sẽ di chuyển cái hình chiếu đứng này lên trên cao một chút. Giờ các bạn di chuyển hình chiếu bằng này lên. Chúng ta dùng lệnh M di chuyển đi. Rồi chúng ta lấy cái điểm tâm này làm chuẩn, các bạn kéo xuống. Rồi. Đây chúng ta đã thực hiện xong cái phần mối ghép chi tiết bu lông đai ốc. Thì các bạn đã vẽ được hình chiếu đứng và hình chiếu bằng của chi tiết. Bây giờ các bạn có thể đưa ra một số cái thông số vào đây, chúng ta đo, chúng ta đưa ra một số cái thông số ở đây được. Cái này nó hơi xa thì các bạn di chuyển gần lại. Đấy. Thì bây giờ chúng ta có thể lần lượt đo các cái thông số này, các bạn đưa vào. Ở đây tôi đo sẵn rồi, các bạn có thể tôi copy sang thôi. Các thông số này có sẵn rồi, tôi copy sang. Còn các bạn sẽ đo nhé. Đây tôi sẽ copy sang. Đây các thông số. Rồi, ở đây có rất một số cái thông số này thì copy sang cho các bạn. Rồi, chúng ta đã thực hiện xong cái mối ghép bu lông đai ốc. Cách thực hiện chúng ta đã thực hiện xong. Thì các bạn đã thực hiện xong cái mối ghép bu lông đai ốc. Chúc các bạn học vẽ AutoCAD thành công. Các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube của tôi để nhận các video giảm mới nhất. Xin hứa và hẹn gặp lại các bạn các video tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn học viên học vẽ AutoCAD. Phần tiếp theo của bài học tôi sẽ hướng dẫn chia sẻ các bạn 4 cái lợi ích khi các bạn xem video tôi chia sẻ. Phần thứ nhất, phần hữu ích thứ nhất là các bạn muốn xem cái video nó nét nhất thì các bạn vào cái biểu tượng máy răng này, và ở cái phần chất lượng thì các bạn kích vào phần chất lượng và chúng ta chọn cái chế độ xem nét nhất là 720 HD này. Đây chế độ xem nét nhất các video trên Google và trên YouTube hoặc là Facebook, các bạn vào tương tự. Với phần hữu ích thứ hai là các bạn đăng ký và nhận cái video bài giảng mới nhất của tôi, thì ở phần tên của tôi này, Phạm Văn Tuân, ở phần bên góc tay trái phía dưới của các bạn video ấy, thì các bạn thấy tên tôi Phạm Văn Tuân thì các bạn kích vào cái nút đăng ký này. Khi tôi post
post cái video lên YouTube thì YouTube sẽ báo cho các bạn là tôi Phạm Văn Tuân đã có một cái video mới, thì các bạn có thể xem những cái video mới nhất của tôi. Đấy, cái phần hữu ích thứ hai các bạn chú ý. Và một cái phần hữu ích thứ ba là các bạn muốn lấy cái tài liệu bài giảng học tập ấy, thì ở cuối cái đoạn video này, cái phần tôi giới thiệu tên tiêu đề này, thì các bạn ấn vào cái nút hiển thị thêm này, chúng ta kích vào nút hiển thị thêm. Và ở đây tôi có phần quà tặng dành cho học viên học AutoCAD, các bạn download cái link bài giảng AutoCAD tại đây và download cái link bài tập AutoCAD ở phần phía dưới này, bên màu xanh này. Thế là cái hữu ích thứ ba. Và trong phần download tài liệu này thì tôi chia sẻ cùng cái hữu ích thứ ba này, thì các bạn tôi có một cái trang cái nhóm ở đây là cái nhóm group của tôi là học viện AutoCAD. Trong cái nhóm group này thì các bạn đăng ký vào cái nhóm này nhé, học viện AutoCAD này, nhóm này nhóm công khai. Trong cái nhóm này tôi đưa các cái giáo trình tài liệu, các bạn kích vào đây thì chúng ta ấn nút tải xuống này để chúng ta có tài liệu để chúng ta học hữu ích hơn. Và ở cái phần này tôi cũng có đưa ra các bài tập vẽ AutoCAD 2D, có rất nhiều bài tập, thì các bạn ấn nút tải xuống để chúng ta vẽ, chúng ta ôn luyện. Và các bạn có những cái thắc mắc hoặc về AutoCAD thì các bạn comment ở phía dưới này. Thì ở đây có trong nhóm group này rất nhiều người, tôi vắng mặt có thể các bạn khác sẽ trả lời cho các bạn. Đấy. Hoặc là những bài giảng tôi, bạn có những cái phần nào về AutoCAD hữu ích thì các bạn có thể post lên trên đây. Đấy, các bạn chú ý chúng ta post bài lên trên cái phần nhóm group học viện AutoCAD này. Các bạn không được quảng cáo nha, các bạn quảng cáo là tôi sẽ xóa cái bài viết của bạn. Các bạn chỉ đưa những cái thông tin liên quan đến AutoCAD thôi. Đấy, và tiêu chí của nhóm là dựa trên ba niềm vui đăng bài, niềm vui sáng tạo và niềm vui hợp tác và phát triển. Đấy. Ngoài ra tôi có một cái trang fanpage học AutoCAD. Ở trang fanpage này thì tôi cũng đưa các cái bài giảng hữu ích của tôi. Nếu các bạn thấy bài giảng hay và hữu ích thì chúng ta kích vào cái nút chia sẻ cho mọi người ở đây. Như ví dụ như cái bài giảng tỷ lệ trong vẽ, như cái bài giảng tỷ lệ bản vẽ trong AutoCAD này, thì rất nhiều người yêu thích, thì các bạn ấn nút chia sẻ. Đây có 12 người chia sẻ này. Đấy, thì các bạn kích vào nút chia sẻ trên cái fanpage cá nhân của các bạn để các bạn khác học về AutoCAD cách hiệu quả tốt hơn. Tôi xin kết thúc cái video ở đây và chúc các bạn học vẽ AutoCAD thành công. Các bạn nhớ đăng ký cái kênh YouTube của tôi để nhận các video bài giảng mới nhất. Xin thân ái và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.